đi chợ ha. Vâng. Mang đi. Thả thúi. Ai đó thả thúi luôn. Đi. Ủa điểm đi hồi nào? Nãy. Đi. Đi đi làm trời mưa chị. Trời nắng thì khiếp. Trời ơi là trời ơi. Trời ơi. Mệt mỏi kinh luôn á. Em con ở dưới Sài Gòn mà nó ở ngay cái chỗ mình bị giả chiến á. Cái như thời chiến luôn. Ở quận 12 á. Trời. Y như là nó kêu là mọi vụ được khiêm người rồi. Hả? Rau cũng bỏ mà ăn đi. Thì đó. Rau thì nghe mắt có trừ rồi đó. Nó bảo trời ơi em quá cực khổ luôn á. Ở quận 12 mà ngay ngay cái chung cư bị luôn. Sài Gòn mà đây là cái chi tiết rồi. Thì đó. Dạ. À không biết. À cái tiền luôn anh cho mình. 30. Đây, 30. Giờ thì tình trống thơ. Dạ. Em tính rồi. Hả? Đó đây tính. Đó, không có ba con nhà bữa lên nha. Bye. Em ăn thả chuối. Em ăn thả chuối. Thả gọi mẹ được chưa? Em ơi. Giờ lâu lâu gọi đó. Mẹ chứ không mẹ được. Vẫn có dấu. Em quay hả? Đang quay. Mà Rồi rồi em mua con bò hút nè em. 20.000 thôi.